Hi, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà làm những cái hàm phân bể phốt. Rồi đây là những cái hàm phân với hàm bên rửa chén các bạn. Đây, 4 cái, 1 2 3 4 là tổng bộ 4 cái là dùng cho hàm phân. Đây. Đây cái đây là mình sẽ đặt một cái tê. Cái đây là nó chia ra là hai nhà vệ sinh. Thì mình sẽ làm một bể là cho nam và một bể cho nữ. Bể phía này là phía bên tay phải là bên nữ nha các bạn. Đó, mình sẽ đưa một cái bể lén. Đó. Đây bể phân qua đây là lén nha các bạn. Đó, mình đưa hai cái ra qua một bên hết. Rồi ra rồi. Đương nhiên bể nào mình cũng làm ống hao thông qua nha các bạn, nhớ làm ống hao nha. Ống hao cho thông qua. Đó, đây là phía bên trái, đây là bể lén này các bạn. Đây bể lén đây, rồi mình mới đưa một cái tê để qua bên mà bể là một cái phía này chỉ có hai bi thôi các bạn, là bể từ rút á, bể từ rút. Nhưng mà mình cũng phải đã đưa một cái đường ống để đưa ra ngoài nữa rồi nha, một đường ống để đưa ra ngoài cống á. Đây phía này ống hơi, xe này mình ống hơi, đây mình sẽ đưa lên trời này các bạn, mình đưa thẳng lên trời luôn nha, tại là phân á, cần hơi nhiều lắm các bạn. Bạn không có hơi là xe này nó bị nghẹt, là bên chủ nhà người ta kêu là rất khó chịu. Mình làm sao là kỹ lưỡng cho ta, quan trọng là phí âm này mình sẽ làm hết. Cái này là mình sẽ đưa ống phi 90 này, ống rửa chén qua đây. Đó, qua đây sẽ là lén đệm rồi bắt đầu đưa qua phía kia. Phía kia mình chưa làm cái ống, đây mình đã làm rồi, mình sẽ làm một đường ống chạy thẳng ra ngoài cống luôn. Chưa, bữa trước ông chủ nhà là ông nói là chỉ cần hai bể này thôi, nó tự lén tự rút, mình nghĩ không cách nào mà rút được. Không cách nào mà rút được hết được. Mình mới nói với ổng là cái kiểu này là không cách nào mà rút được hết. Rửa chén thì rửa liên tục thường xuyên mà làm sao mà lén được, rút được hết được. Mình mới kêu làm một cái đường ống đi ra ngoài cống nữa. Thì cái đây làm đây thì mình công